Đây là chiếc xe con lông 8 lốp 4 máy, nhìn rất là chất. Lốp trước thì 4 cái lốp này, còn lốp sau cũng 2 cái lốp. Xe tay rất cứng rồi. Phone này totally rất là tốt. Xe cho cao tốc nên chết một người. Xe rất là to, rất là to. Xe này lên thì mình phải khóa xe rồi. Lập đuôi thì phà thắng hơi. Hệ hành trình xong rồi, mình sẽ quay tiếp rồi test cho các bạn xem nhé.